gà vàng ruồi lính đen. Ấu trùng ruồi lính đen không chỉ có vai trò trong xử lý rác thải mà còn có vai trò trong chăn nuôi gà vàng ruồi lính đen. Những lợi ích khi chăn nuôi gà vàng ruồi lính đen: tạo nguồn kháng sinh tự nhiên cho gà. Bởi 53% chất béo trong ấu trùng ruồi lính đen là axit lauric có khả năng kháng khuẩn, giúp cho gà tăng sức đề kháng. Nếu dùng ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn cho gà thì cũng giống như cho nguồn kháng sinh tự nhiên vào gà, giúp gà bạn nuôi sẽ hiếm khi bị bệnh hoặc khi bệnh thì sẽ vượt qua các đợt dịch rất nhẹ nhàng. Chăn nuôi gà bằng ruồi lính đen. Ấu trùng ruồi lính đen là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời để nuôi gà. Ấu trùng ruồi lính đen tươi có hàm lượng dinh dưỡng là 40%. Chính vì thế mà hiện nay, ấu trùng ruồi lính đen được xem là loài côn trùng có hàm lượng canxi cao nhất trong tất cả các loại mồi sống dành cho việc chăn nuôi gà vàng ruồi lính đen. Tạo nguồn thức ăn sạch. Thực phẩm sạch. Quá trình chăn nuôi gà vàng ruồi lính đen của bạn hoàn toàn là tự nhiên, không hề có sự can thiệp của bất kỳ hóa chất gây hại nào cho người sử dụng. Vì thế sản phẩm gà bạn cung cấp cho thị trường là sản phẩm sạch nên sẽ dễ dàng tiêu thụ ra thị trường với giá trị cao, đồng thời an toàn cho sức khỏe người dùng. Đây chính là tiêu chí hàng đầu mà người tiêu dùng đang cần và quan tâm. Cách nuôi ruồi lính đen. Để chăn nuôi gà bằng ruồi lính đen được nhà nông làm hiện nay, để nuôi được 10kg ấu trùng ruồi lính đen ở giai đoạn cho hàm lượng đạm cao thì cần 10 miếng giá thể có trứng ruồi, mỗi miếng giá thể có kích thước khoảng 8cm², bán trên thị trường trung bình là 5.000 đồng. 15kg bã dầu cọ làm thức ăn và cũng là chất nền làm môi trường sống cho ấu trùng ruồi phát triển. Mỗi kg bã dầu cọ xuất xứ từ Malaysia có giá trung bình là 5.000 đồng. Thời gian từ lúc ấp trứng đến thu sinh khối ấu trùng chỉ mất từ 7 đến 10 ngày tùy theo thời tiết. Sau khi thu hoạch ấu trùng ruồi, bạn dùng ấu trùng ruồi làm nguồn thức ăn dinh dưỡng để vỗ béo gà nuôi.